Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây, khi nhiều thanh niên bản làng chọn con đường làm kinh tế bằng cách đi lao động ngoài tỉnh, thì một thanh niên người Cờ Lao, xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang lại chọn con đường ở lại quê hương, lập nghiệp từ cây chè san tuyết. Sinh ra lớn lên ở vùng đất còn nhiều gian khó, cùng với hoàn cảnh gia đình, nên anh Cáo Dư Giang, xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên chỉ học hết bậc trung học phổ thông rồi bắt tay vào lập nghiệp từ cây chè. Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, từ 3 hectare chè sẵn có của gia đình, anh Giang đã mạnh dạn xây dựng cơ sở sản xuất chè chất lượng cao để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng. Hiện nay bọn tôi chế biến hoàn toàn thủ công hết nhá, 100% thủ công, trứng san tuyết, một tôm hai lá này bọn tôi hoàn toàn chế biến, không dùng bằng máy móc gì, bọn tôi chế biến bằng thủ công 100%. Bắt đầu khởi nghiệp vào năm 2019, anh Giang đã mở xưởng làm chè, gồm 3 máy sản xuất chè bằng ga, bằng củi và những chiếc chảo gang truyền thống. Trung bình mỗi năm, cơ sở của anh sản xuất được gần 10 tấn chè khô các loại, với giá bán trung bình từ 150 đến 200.000 đồng 1 kg. Mỗi năm, cơ sở anh Giang cũng có lợi nhuận gần 200 triệu đồng. Đồng thời, cơ sở còn tạo việc làm cho 3 công nhân với mức thu nhập từ 5 đến 6 triệu đồng một tháng. Cấp ủy chính quyền địa phương tôi đã xác định là cây chè là một cây mục tiêu mũi nhọn của xã. Thì chúng tôi hàng năm là có các cái chương trình dự án được đầu tư, thì chúng tôi đều đầu tư vào cây chè, bổ sung và trồng mới và trồng rậm, cải tạo các cái vườn chè để cho cái tăng thêm cái thu nhập cho bà con. Đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp và các hộ trồng chè, cấp ủy chính quyền xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên đã thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân mở rộng diện tích trồng chè, tăng cường hướng dẫn người dân chăm sóc, thu hái chè đúng kỹ thuật, canh tác chè theo hướng hữu cơ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.